Rồi Ngọc Sương cũng xin chào tất cả anh chị cô chú. Video ngày hôm nay là ngày 24 tháng 4. Thì bên em cũng có về một số mẫu điện thoại cũ giá tầm trung nha anh chị. Oppo, Realme, Samsung, Vivo ha. Nói chung thì mấy cái dòng máy tầm khoảng dưới 3 triệu rưỡi nha anh chị. Dưới 3 triệu rưỡi. Thì anh chị xem được con nào mà cảm thấy ok thì cứ liên hệ trực tiếp cho em ha, qua số điện thoại là 0879 182 796 hoặc nhắn tin Zalo qua số này luôn cũng được nha anh chị. Địa chỉ bên em là đường Nguyễn Tất Thành, phường 2, thành phố Tuy Hòa, Phú Yên ha. Thì bên em bán là có ship toàn quốc cho anh chị nha. Khi mà shipper giao hàng cho anh chị thì anh chị được quyền kiểm tra hàng, test máy trước cái thanh toán nha anh chị. Kiểm tra ok mình nhận hàng, mà cảm thấy không ok thì mình có quyền từ chối nhận hàng ha. Rồi đầu la em xin giới thiệu cho anh chị một con dòng máy Samsung trước nha anh chị. Samsung. Con đầu tiên là một con dòng Samsung A02S nha anh chị. A02S màu đen này. Máy màu đen nha anh chị. Con này thì ngoại hình của nó tầm khoảng 95% ha, 95%. Màn hình to 6.5 inch ạ. Bản RAM 4, bộ nhớ là 64GB nha anh chị. Con này nó chạy phiên bản Android là 11 chấm này. Samsung A02S nha anh chị, con này pin của nó 5000mAh, có hỗ trợ sạc nhanh cho anh chị ha, chu sạc Type-C. Cam trước cam sau ok nha anh chị. Rồi giá bán cho anh chị là 1.8 triệu này, con này em thanh lý đầu la cho anh chị giá 1.8 triệu ha. Có sạc ốp lưng và dán cương lực đầy đủ cho anh chị ha, màu đen nha anh chị, Samsung A02S. Máy đẹp tầm khoảng 95%, giá 1.8 triệu ạ. Rồi tiếp theo nữa là một con dòng Oppo F9. Oppo F9 thì em có về hai màu nha anh chị, hai màu, một là xanh đen, hai là màu xanh ngọc này. Xanh đen và xanh ngọc nha anh chị. Thì hai con này tầm khoảng 93 94 nha anh chị ơi, màn hình 6.3 inch ha, 6.3. Oppo F9. Màn hình 6.3 inch, màn hình giọt nước nè. Bản RAM 4, bộ nhớ là 64GB nha anh chị ơi. Con này nó chạy chip Helio là B60 ha. Đó. Xài 2 SIM, có hỗ trợ mạng 4G. Con này thì mua về xài chơi game mượt nha anh chị. Oppo F9 quan tê còn đầy đủ, không lỗi lầm gì hết nha anh chị ơi. Đó. Bên em test thì bao, bên em bán thì bao test bao xài cho anh chị trong vòng 1 tuần. Nếu lỗi lầm gì thì đổi trả 1-1 ha. Còn bảo hành về phần mềm thì bên em sẽ hỗ trợ bảo hành cho anh chị trong vòng 1 tháng nha anh chị. Rồi chốt lại con Oppo F9 là giá 1.7 triệu nha anh chị. Có hai màu xanh ngọc và xanh đen ha. Máy full chức năng hết nha anh chị ơi. Em sẽ test phần cam cho anh chị rõ nè. Con màu xanh ngọc ha, đây là cam sau. Và đây là cam trước nha anh chị, cam sau cam trước ok. Con này là xanh đen nè. Đó. Rồi chốt lại Oppo F9 là 1.7 triệu. Rồi tiếp theo nữa là một con dòng Samsung A03 ạ. Samsung A03 nha anh chị ơi, con này màu xanh đen nè. Ngoại hình của nó cũng tầm khoảng 95% ha. Màn hình to 6.5 inch. Galaxy A03. Con này phiên bản Android là 11 chấm này. Bản RAM 3, bộ nhớ là 32GB nha anh chị. Samsung Galaxy A03. Con này em để lại giá cho anh chị là 1.7 triệu ha. Giá 1.7 triệu, có sạc ốp lưng và dán cương lực cho anh chị nha. Samsung A03 nha anh chị, giá 1.7 triệu. Rồi tiếp đến nữa là một con dòng Vivo. Đây là Vivo Y12S ạ. Vivo Y12S màu đen này. Con này ngoại hình của nó tầm khoảng 96-97% nha anh chị ơi. Màn hình 6.5 inch nè. Bản RAM 4, bộ nhớ trong là 128GB nè. Vivo V2026 hay còn gọi là Vivo Y12S nè. RAM 4, bộ nhớ 128GB nha anh chị. Pin 5000mAh. Con này em để lại giá cho anh chị là 2.1 triệu thôi ha. RAM 4, bộ nhớ 128GB. Giá 2.1 triệu, có sạc ốp lưng và dán cương lực cho anh chị đầy đủ nha. Rồi tiếp đến nữa là một con dòng Oppo A31. Oppo A31 màu xanh nhạt nha anh chị. Con này ngoại hình của nó cũng còn đẹp, không trầy xước mặt trước mặt sau luôn nha.
màn hình 6.5 inch nè. Oppo A31 bản RAM 4 bộ nhớ 128GB nha anh chị ơi. Con này nó chạy phiên bản Android là 9 chấm nè. Pin là 4230 nha anh chị. Máy xài được 2 SIM và 1 thẻ nhớ. Rồi giá bán của Oppo A31 là giá 1.9 triệu nha anh chị. Vân tay còn đầy đủ hết ha, giá 1.9 triệu. Có sạc, ốp lưng dán cương lực luôn. Rồi tiếp đến nữa là một con dòng Redmi 9C. Redmi 9C thì em còn màu đen nè. Con này được cái màn hình to 6.5 inch và pin của nó là 5000mAh ạ. RAM 3 bộ nhớ 64GB nha anh chị. Đây, RAM 3 bộ nhớ 64GB, cảm ứng mượt mà ha, không lỗi lầm gì hết nha anh chị. Mua về xài ngay gọi Zalo, Facebook, TikTok, lên mạng các kiểu ok ha, khá là mượt luôn, cảm ứng khá mượt. Rồi giá bán của Redmi 9C là giá 1.550.000 nha anh chị. Vân tay còn đầy đủ hết nè. Có đầy đủ phụ kiện nè. Rồi tiếp đến nữa là một con dòng Oppo A3s. Oppo A3s thì em có hai màu, một là đỏ, hai là màu xanh dương nha anh chị. Đỏ và xanh dương nó khác nhau bản RAM cho nên em sẽ giới thiệu từng con ha. Đối với cái con màu đỏ nè. Con màu đỏ thì ngoại hình của nó cũng tầm khoảng 95% hơn nha anh chị. RAM 2 bộ nhớ 16GB, pin của nó là 4000mAh. Máy tầm khoảng 95. Đó, Oppo A3s màu đỏ. Giá bán là 1.1 triệu nha anh chị ơi. Giá 1.1 triệu, có sạc, ốp lưng dán cương lực này. Còn đối với cái con màu xanh dương ha, cũng là Oppo A3s luôn, nhưng mà con này thì bản RAM 3 bộ nhớ là 32GB. Rồi em sẽ cài đặt lại cái ngôn ngữ ha. Cài đặt lại tiếng Việt trước nè. Rồi ok. Oppo A3s RAM 3 bộ nhớ 32GB. Đó, pin của nó cũng 4000mAh, pin cầm nha anh chị, pin trâu. Giá bán cái con màu xanh dương RAM 3 bộ nhớ 32GB sẽ là 1.2 triệu nha anh chị. Sẽ là 1.2 triệu. Có sạc, ốp lưng dán cương lực cho anh chị ha. Đó. Màu xanh dương giá 1.2 triệu bản RAM 3 và màu đỏ là giá 1.1 triệu bản RAM 2 nha anh chị. Rồi, tiếp theo nữa là một con dòng Samsung A02 màu xanh lá. A02 màu xanh lá, con này màn hình to 6.5 inch nè. RAM 3 bộ nhớ 32GB. Và pin của nó là 5000mAh nha anh chị ơi, pin trâu. Đó, Galaxy A02. Phiên bản Android là 11 chấm nha anh chị. Rồi giá bán cho anh chị là 1.5 triệu nha. Giá 1.5 triệu, có sạc, ốp lưng và dán cương lực đầy đủ cho anh chị luôn. Samsung A02 nha anh chị. Giá 1.5 triệu ạ. Rồi tiếp theo là một con dòng Oppo A9 đời 2020. Em còn cái dòng này em còn cũng khá là nhiều luôn nha anh chị. Mỗi màu thì em còn khoảng 5-6 con ha. Màu xanh đen và màu xanh dương nha anh chị, xanh đen và xanh dương. Hai con này thì hình thức tầm khoảng trên 95% nha anh chị ơi, trên 95%. Màn hình to 6.5 inch nè. Con này thì được cái bản RAM cao nha anh chị ơi. RAM 8 bộ nhớ là 128GB và pin của nó trâu khỏe ha, pin 5000mAh. Đó. Pin trâu, nó chạy chip Snapdragon là 665 nha anh chị. Mình mua về có thể xài chơi game thoải mái ha, game mượt nha anh chị. Đó. Oppo A9 đời 2020, giá bán mỗi con là 2.5 triệu ha, 2.5 triệu nha anh chị, full chức năng, vân tay còn đầy đủ hết cho mình ha. Giá 2.5 triệu, có sạc, ốp lưng và dán cương lực cho anh chị ạ. Rồi tiếp đến nữa là một con dòng Realme C12 nè. Realme C12 thì em còn màu đỏ nha anh chị, màu đỏ. Con này thì ngoại hình của nó cũng tầm khoảng 95% nè. Bản RAM 3 bộ nhớ là 32GB và con này thì pin của nó đặc biệt trâu nha anh chị. 6000mAh ha, 6000mAh là pin rất là trâu rồi nha anh chị ơi. Có xài được 2 SIM và con này có hỗ trợ mạng 4G ha. Đó. Rồi giá bán của Realme C12 là giá 1.7 triệu nha anh chị, màu đỏ. Giá 1.7 triệu, có đầy đủ phụ kiện ạ. Rồi tiếp đến nữa là một con dòng Oppo A7. Oppo A7 màu vàng đồng nè. Màu vàng đồng nha anh chị, con này thì hình thức cũng tầm khoảng 92-93% ha. Màn hình 6.2 inch nè. Oppo A7
RAM 3 bộ nhớ 32GB, pin của nó là 4230 ạ. Đó. Máy tầm khoảng 92-93% nha anh chị ơi, full chức năng. Rồi giá bán của Oppo A7 là 1,5 triệu nha anh chị, giá 1,5 triệu. Có sạc ốp lưng dán cương lực cho anh chị. Rồi tiếp theo nữa là một con dòng Samsung J6 cộng ạ, màu đen nha anh chị. À, con này thì ngoại hình của nó cũng còn tầm khoảng 92-93 ha. Màn hình 6 inch. À, RAM 3 bộ nhớ là 32GB và con này pin của nó là 3300 mAh ạ. Xài được 2 sim nha anh chị ơi, xài 2 sim Samsung J6 cộng thì em sẽ đỡ lại giá cho anh chị là 1,1 triệu ha. Mấy cái dòng này xài rất là bền luôn nha anh chị, mua về cho mấy bé, chắc cho các bác lớn tuổi xài rất là bền luôn nè. Samsung J6 cộng, vân tay nó ở bên hông nha anh chị, giá 1,1 triệu thôi. Rồi tiếp tục tầm giá như vậy nữa thì mình sẽ có con Samsung J7 Prime nha anh chị, em còn màu đen. Con này thì màn hình của nó tầm khoảng 5.5 inch nha anh chị ơi. 5.5 inch này. RAM 3 bộ nhớ 32GB ha. Đây, RAM 3 bộ nhớ 32GB. Samsung J7 Prime. Xài được 2 sim nha anh chị. Giá bán chỉ có 1 triệu thôi ha. Samsung J7 Prime giá 1 triệu. Có sạc ốp lưng dán cương lực cho anh chị ạ. Rồi em sẽ test phần camera cho anh chị nè. Đây là cam sau và đây là cam trước nè. Cam sau, cam trước ok tương đối nha anh chị. Rồi tiếp nữa là một con dòng Oppo A1K. Oppo A1K là màu đen nha anh chị. Con này cũng nhỏ gọn ha. Màn hình của nó tầm khoảng 6.1 inch ạ. Oppo A1K RAM 2 bộ nhớ 32GB. Pin của nó là 4000 mAh. Rồi giá bán của Oppo A1K là giá 1,1 triệu cho anh chị nha. Con này em đỡ là giá cho anh chị 1,1 triệu thôi. Oppo A1K cũng có sạc ốp dán cương lực cho anh chị màu đen nha anh chị ơi, giá 1,1 triệu thôi nè. RAM 2 bộ nhớ là 32GB đó, mọi chức năng đều ok nha anh chị ơi. Rồi tiếp theo nữa là một con dòng Oppo A95. Oppo A95 em có màu con này là màu gì ta, màu đen nha anh chị ơi, màu đen. Ngoại hình của nó tầm khoảng 97-98% luôn ha, rất là đẹp luôn nè. Màn hình 6.43 inch nha anh chị, màn hình Super AMOLED. RAM 8 bộ nhớ 128GB nha anh chị. Con này nó chạy chip Snapdragon là 662 ha. Đó, chip này mình mua về xài chơi game ok thoải mái nha anh chị. Đó, dòng này cũng dòng mới ha. Vân tay còn đầy đủ nha anh chị, vân tay hiển thị dưới màn hình luôn ha. Màn sáng đẹp, không ám ố phản quang gì hết nha anh chị. Màn hình Super AMOLED. Rồi con này thì pin của nó là 5000 mAh nha anh chị, 5000 mAh. Con này thì nó hỗ trợ sạc với 33W nha anh chị, 33W ha, full chức năng này. Máy đẹp tầm khoảng 97-98 nha anh chị. Giá chỉ có 3,5 triệu thôi ha. Đó, giá 3,5 triệu. Có sạc ốp lưng và dán cương lực cho anh chị nè. Rồi tiếp đến nữa là một con dòng Vivo Y20. Vivo Y20 em còn một con duy nhất màu xanh nhạt nha anh chị. Một con thôi ha, màu xanh nhạt. Con này ngoại hình của nó tầm khoảng trên 95% nha anh chị ơi, trên 95%. Màn hình to 6.5 inch nè. Vivo Y20. RAM 4 bộ nhớ 64GB nha anh chị. Con này nó chạy phiên bản Android là 10 chấm ha. Đó. Rồi con này em đỡ lại giá cho anh chị là 2 triệu chẵn nha anh chị. Vivo Y20 giá chỉ có 2 triệu chẵn thôi. Đó. Có sạc ốp lưng và dán cương lực cho anh chị nè. Vân tay ở bên hông nha anh chị, giá chỉ có 2 triệu thôi ạ. Rồi tiếp nữa là một con dòng Vivo Y15 đi. Vivo Y15 em còn màu đỏ đô nha anh chị. Cái dòng này em còn cũng tầm khoảng 5-6 con ha, màu đỏ đô nè. Màn hình 6.3 inch nha anh chị, Vivo Y15. Bản RAM 4 bộ nhớ là 64GB. Và con này pin của nó là 5000 mAh nha anh chị. Vivo 1902 hay còn gọi là Vivo Y15 ha. Đó, máy đẹp nha anh chị. Vân tay còn ok hết. Giá bán là 1,7 triệu thôi nè. Giá 1,7 triệu có đầy đủ phụ kiện cho anh chị nhà mình xài luôn nha. Rồi tiếp đến nữa là một con dòng Oppo A52. Oppo A52 thì màu đen nha anh chị ơi. Con này thì ngoại hình tầm khoảng 94-95% ha. Màn hình của nó tầm khoảng 6.5 inch nè. Bản RAM 6 bộ nhớ là 128GB. Đây, Oppo A52 RAM 6 bộ nhớ 128GB.
Pin là 5000 mAh nha anh chị. Con này nó chạy chip Snapdragon là 665 nha anh chị. Vân tay còn đầy đủ ok hết ha. Có hỗ trợ sạc nhanh cho anh chị nhà mình luôn nha. À, giá bán chỉ có 2 triệu 6 thôi nha anh chị. Oppo A52 giá 2 triệu 6. Đó. Có sạc ốp lưng và dáng cương lực cho anh chị ạ. Rồi cuối cùng là một con dòng Realme C3i này. À, Realme C3i màu đỏ nha anh chị ơi, con này thì được cái màn hình to 6.5 inch này. Màn hình to 6.5 inch, pin của nó là 5000 mAh ạ. À, bộ nhớ là 32GB nha anh chị, Realme C3i. Bộ nhớ trong là 32GB ha, full chức năng nha anh chị, mua về xài ngay gọi Zalo, Facebook, TikTok các kiểu ok ha. Đó, vân tay. À, con này thì không có vân tay đâu nha anh chị, cái dòng này không có vân tay. Full chức năng, giá bán 1 triệu tư thôi nha anh chị. Đó, giá bán 1 triệu tư thôi ạ. Rồi cuối cùng là một con dòng Oppo A54. Oppo A54 thì màu xanh xám nha anh chị, ở trên thì màu xanh, ở dưới thì màu xám nè. Con này thì ngoại hình của nó cũng trên 95% nha anh chị. Màn hình đốt ruồi. Con này màn 6.5 inch ạ. Oppo A54 này. Bản RAM 4 bộ nhớ là 128 GB. Rồi con này em để lại giá cho anh chị là giá 2 triệu rưỡi nha anh chị ơi. Oppo A54 là giá 2 triệu rưỡi. Đó, có sạc ốp lưng và dáng cương lực cho anh chị nhà mình nè. Còn một con nữa đi. À, còn một con Samsung J2 Pro nha anh chị, em còn một con duy nhất thôi ha. Con này thì cái ngoại hình của nó tầm khoảng 90% nha anh chị, cái viền có hơi nhăm này. Viền hơi nhăm, mấy dòng này cũng cũ rồi cho nên là nó không thể nào mà đẹp keng sà beng nha anh chị. Cho nên là nó cũng nhăm nhăm theo cái mặt viền rồi ha. Mặt trước thì không có bị trầy nha anh chị ơi. Samsung J2 Pro, anh chị mua mấy con này về chủ yếu là để xài làm máy phụ thôi ha. RAM thì 1.5, bộ nhớ thì 16GB nha anh chị. Cho nên là mua về chủ yếu là nghe gọi Zalo, YouTube vậy thôi ha. Giá bán cho anh chị là 600 ngàn nha anh chị. Con này cái màn hình của nó là màn hình AMOLED nha anh chị, màn hình AMOLED giá 600. Đó, cam đẹp nha anh chị, nhỏ nhỏ nhưng mà mình chụp hình nó rất là nét luôn này. 600 ngàn có sạc và tặng cho anh chị một cái ốp lưng luôn nha anh chị, Samsung J2 Pro ạ. Rồi thì em sẽ kết thúc video đây ha. Thì anh chị cô chú nhà mình xem được con nào mà cảm thấy hợp lý thì cứ alo trực tiếp cho Ngọc Sương ha. Và số điện thoại là 0879182796 hoặc nhắn tin Zalo qua số này cũng được luôn nha anh chị ơi. Rồi Ngọc Sương xin chào tất cả anh chị cô chú và hẹn gặp lại video tiếp theo ạ. Bye bye.